Xin chào các bạn, tôi tên là Hà Anh. Phụ nữ chúng ta thường rất thích có những lời khen tặng, đặc biệt là những lời khen từ người đàn ông bên cạnh mình. Mỗi khi được khen tặng, chúng ta đều cảm thấy được trân trọng và vô cùng hạnh phúc, phải không nào? Đó là sức mạnh của lời khen. Vậy nhưng chúng ta lại rất ít khi khen tặng người đàn ông của mình, bởi vì chúng ta nghĩ họ là đàn ông mà. Đâu cần đâu, thực sự không phải như vậy. Mỗi chúng ta đều mong muốn và xứng đáng nhận được lời khen tặng cho những cố gắng của mình. Hãy dành những lời khen tặng chân thành cho người đàn ông bên cạnh bạn. Hãy truy cập đường link bên dưới để tôi giúp bạn gửi lời khen đến họ.